không còn gắn bó với thảm đấu, với đai, với giáp ở bộ môn Taekwondo. Độc cô cầu bạn Nguyễn Văn Hùng lúc này chọn bóng rổ là bước chuyển tiếp theo của mình trên con đường thể thao chuyên nghiệp. Trong màu áo Sài Gòn Heat tại giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA, Nguyễn Văn Hùng đã mang đến sân chơi này một màu sắc thú vị. Nghĩa là em rất ngạc nhiên khi mà biết được là anh Hùng đã chơi cho Sài Gòn Heat. Vì lúc đầu em tưởng là nó chỉ chơi bóng rổ thôi. Nhưng mà bây giờ anh ghi điểm bắn và lên rổ em thấy rất là hay. Mình lấy cái môn bóng rổ làm môn bổ trợ cho môn Taekwondo, đó là bổ trợ thể lực. Đó, như các bạn thấy đó, bóng rổ liên tục trong vòng 40 phút, gần như là thời gian là 40 phút nhưng mà thi đấu là phải gần 2 tiếng đồng hồ, cả nghỉ rồi. Các cái quảng nghỉ, quảng sút phạt hay là cả lỗi, tất cả như thế là nó rơi vào thời gian như thế. Nó kéo dài thế thì mình bổ trợ môn thể lực này cho Taekwondo rất là nhiều. Khi thời gian là vận động viên, nhờ có bóng rổ mà thể lực mình lúc nào cũng dồi dào để thi đấu cái môn Taekwondo cuốn chiếu trong vòng một ngày như vậy. Nếu Taekwondo là môn thể thao cá nhân, dựa hoàn toàn vào năng lực của bản thân, thì bóng rổ lại giúp cho Văn Hùng nâng cao tinh thần tập thể. Đến với bóng rổ, Nguyễn Văn Hùng nhận được sự hỗ trợ từ các đồng đội, được thi đấu trong khoảng thời gian dài và nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt máu lửa như thế này. Và thực ra là mình cũng rất yêu cái màu áo Sài Gòn Heat này, bởi vì Sài Gòn Heat đã có một cái tên tuổi trong làng bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á, đó là giải nhà nghề ABL. Đấy, khán giả rất là đông, sân tập rất là tốt, huấn luyện viên khá là giỏi, thế nên tôi chọn Sài Gòn Heat. Tiến bước lên chơi bóng rổ chuyên nghiệp là mục tiêu nhưng chưa phải là điểm dừng. Nguyễn Văn Hùng còn mong mỏi về một ngày sẽ có mặt trong thành phần đội tuyển bóng rổ quốc gia, vươn ra sân chơi quốc tế như SEA Games hay các giải nhà nghề hiện nay.